Dương xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Quý vị cũng thấy là chúng ta đang ngồi trên một cái set mới toanh đối với chương trình Asia Channel. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay thì Dương có một cái hân hạnh được tiếp chuyện với một người sứ ngôn viên của đài truyền hình SBTN, một người chị. Và phải nói là đối với Thùy Dương là một người role model. Ngày hôm nay thì Dương xin quý vị hãy tiếp chuyện với chị Diệu Quyên. Chào chị Diệu Quyên. Chị chào Thùy Dương và cũng xin thân ái kính chào quý khán giả đang xem đài. Đầu tiên nhất thì em cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay với Asia Channel. Trong thời gian gần đây thì khuôn mặt của chị Diệu Quyên cũng rất là quen thuộc trên Asia Channel. Em muốn trong tuần này thì mình cũng có nói rất là nhiều về cuốn Asia 68, Sài Gòn nỗi nhớ. Thì tất nhiên là thưa quý vị, chị Diệu Quyên là Assistant Executive Producer của chương trình Asia. Thì em xin hỏi chị là với cuốn Asia DVD của chúng ta mới phát hành thì chị thấy sao về cái sự phản ứng của quý khán giả khắp nơi? Thưa quý vị, Thùy Dương thì DVD số 68 của Trung tâm Asia phát hành có nhiều lời khen và cũng có nhiều lời chê trách. Thì nhân tiện đây thì chị Quyên cũng xin được tiếp nhận một số những cái ý kiến của vị đóng góp, đó là trên cái poster cái chữ Sài Gòn nỗi nhớ là chữ nổi, là dấu ngã thay vì là dấu hỏi, vì có thể là một cái sự vô tình nào đó mà đã làm cái poster đó và đã in nó ra rồi thấy cái lỗi sai đó, nhưng mà nó quá cận cái kề cái ngày mà mình phát hành cho nên không có sửa đổi được, cũng như là đằng sau cái DVD mình có một vài chỗ bỏ dấu sai, thì cái đó là cái lỗi lầm đáng tiếc. Tuy nhiên thì quý vị khán thính giả cũng có email về khen cái nội dung của chương trình là rất hay, cảm động và có ý nghĩa. Thì cũng xin mượn nơi này cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ cho Trung tâm Asia rất là nhiều. Thưa quý vị, còn Thùy Dương cũng là một MC trong chương trình đó thì em nghĩ sao? Đối với em hả chị? Tự nhiên mình đang là người phỏng vấn và được phỏng vấn lại. Thưa chị, là em chỉ nhớ là đối với chương trình này thì Thùy Dương cũng em rất là conscious, nghĩa là em rất là nhớ là tại vì em lớn lên sau năm 1975 không có được nhìn thấy một cái Sài Gòn trong cái chương trình của chúng ta với một cái chủ đề là Sài Gòn nỗi nhớ, cho nên là em cũng rất là muốn là tìm cách nào để em có thể đóng góp một cái cách mà nó cũng tích thực cho cái chương trình của chúng ta, rất là khác với anh Việt Dũng, anh Nam Lộc, chị Ngọc Đan Thanh, chị Diệu Quyên. Thì em không có lớn lên và không biết được cái Sài Gòn nỗi nhớ của những quý vị đã xa Sài Gòn trước năm 1975, cho nên là đối với chương trình Sài Gòn nỗi nhớ thì em cũng cố gắng đóng góp trong cái lĩnh vực là một người trẻ nhìn về Sài Gòn ngày nay nó khác, nó giống như thế nào trong những cái bài hát của chúng ta khi xưa. Thì Thùy Dương chia sẻ cái đó, chị cũng nhớ là khi mà qua bên đây chị cũng còn rất là nhỏ, và ở Việt Nam thì đối với chị cái chiến tranh Việt Nam cũng như cái cảnh Sài Gòn trước 75 và sau 75 thì nó rất là mơ hồ. Tuy nhiên khi mà được làm việc với Trung tâm Asia trong những năm mà qua bên Mỹ này, nhất là những cái chương trình trước đây mà Trung tâm Asia đã dàn dựng như là Chiến tranh và Hòa bình, rồi Lá thư từ chiến trường, thì từ những cái đó thì Diệu Quyên đã học hỏi rất là nhiều về cái quá khứ cũng như là cái cuộc chiến, rồi sau này qua bên đây thì nó như thế nào, rồi càng ngày mình càng học hỏi thêm. Với cái chương trình vừa qua Sài Gòn nỗi nhớ thì những cái hình ảnh mà Diệu Quyên nhớ nhất là mẹ cho ngồi trên cái xích lô tới trường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nhớ cái một cái bài hát ở trong cái chương trình có cái cảnh mà ngồi trên cái xích lô rồi tới cái giờ tan học đó, nó reo một cái ngay tới trường. Thì khi mà đóng góp cho Trung tâm Asia thì một phần Diệu Quyên cũng bỏ cái sự quá khứ của mình vào trong cái chương trình đó bằng cách giúp cho dàn dựng các em đóng extra, và cũng hơi ăn gian chút xíu là mình lấy cái tình cảm riêng tư của mình và đặt vào trong cái đó. Thì thấy là cái thời học sinh mình tới trường, cấp sách tới trường sao, rồi các bạn bè chia nhau viết lưu bút như thế nào mỗi khi mà hè tới. Rồi có nhiều cái mà chị Quyên muốn mang vô trong cái chương trình này như là nhảy dây hoặc là đánh banh đũa đó thưa quý vị, nhưng mà vì cái nhạc phẩm thì nó rất là buồn và cái nhạc phẩm thì nó chậm, cho nên mình mà chơi banh đũa mà mấy cô mới chỉ cho mấy em để mà nó chơi thì các em nó nói chứ con chưa có chơi cái này bao giờ hết, con không biết chơi. Rồi các em thảy banh nó răng lăn tùm lum, thế là phải dẹp đi. Rồi chẳng hạn như có những cái mà dạy cho các em nhảy dây, các em nó nhảy theo cái kiểu Mỹ, nó không có nhảy kiểu Việt Nam, rồi lại không có cái thời gian mà dạy cho các em trên sân khấu. Đó là những cái đáng tiếc, nhưng mà tuy nhiên với cái khả năng kinh nghiệm cũng như là cái quá khứ thì Diệu Quyên nhớ còn từ Việt Nam như thế nào, chia sẻ với đạo diễn và người đạo diễn họ dùng những cái kinh nghiệm của mình và họ phối hợp trên sân khấu,
thì có những cái cảnh mà Thùy Dương thấy cấp sách đến trường, rồi cảnh đi xe đạp, thì những cái đó là cái kỷ niệm khó quên của mình. Vâng. Chị Diệu Quyên này, em cũng nhớ là khi mà Thùy Dương mới gia nhập với trung tâm Asia, thưa quý vị, thì trung tâm Asia cũng thường đi những cái tiểu bang khác. Tuy nhiên là chúng ta trong thời gian gần đây thì cũng ít đi trình diễn ở những nơi xa. Và Sài Gòn Nỗi Nhớ, thưa quý vị, là được thu hình tại Buffalo, New York. Syracuse, New York. Yes, New York. Rochester. Thì em xin hỏi chị là đối với một cái chương trình mà chúng ta đi xa như thế vậy thì nó có những cái sự thử thách gì cho một người trong ban điều hành như là chị? Khó khăn lắm thôi. Xin lỗi, khó khăn lắm rất là Thùy Dương. Tại vì khi mà mình đi như vậy thì cái tiền vé máy bay, rồi những cái giờ giấc mình sẽ thay đổi. Và nói tới cái khó khăn nhiều nhất là những cái người mà mình cần việc giúp cho mình thiện nguyện ở bên đó thì nó thiếu thốn rất là nhiều, thưa quý vị. Rồi còn có những cái... về cái khi mà đi như vậy thì mình phải mang tất cả những cái người mà crew của mình đi và ca sĩ, rồi những cái người mà technician đằng sau, họ phải dàn dựng trên sân khấu, rồi những người làm lighting, rất là cần nhiều thời gian. Mỗi lần đi như vậy thì vừa mất thời gian vừa mất cái tiền chi phí mà nhiều. Tuy nhiên thì để cho cái sự thay đổi cái không khí là một, cũng như là một số các vị khán giả ở xa thì có yêu cầu trung tâm Asia là tới những cái thành phố đó để mà khán giả có thể tới gần gũi với ca sĩ hơn. Thì trong thời gian quá khứ thì Asia đã đi rất là nhiều nơi, qua cả bên Canada. Nhưng mà bây giờ thì cái kinh tế nó thay đổi thì mình cũng phải sống theo cái kinh tế một thời gian. Thì hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó thì trung tâm Asia sẽ tới được những nơi xa xôi hơn mà có người Việt đông đảo hơn để mà tổ chức những cái chương trình đầy ý nghĩa của trung tâm Asia như thế này. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, là một trong những cái lý do khác mà ngày hôm nay Thùy Dương đã mời được chị Diệu Quyên lên đến với chương trình Asia Channel là bởi vì Trung tâm Asia và Đài truyền hình SBTN sẽ tổ chức chương trình Đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 5. Và ngày hôm nay thưa quý vị, là cũng một lần nữa chia sẻ với quý vị là chị Diệu Quyên là một trong những người nằm trong ban tổ chức của chương trình Đại nhạc hội Cảm ơn Anh. Thì em xin hỏi chị là đối với Cảm ơn Anh thì Trung tâm Asia đã tổ chức đến đây là 5 lần rồi, thì chị có thể chia sẻ thêm với quý khán giả về cái cơ duyên nào mà đã đưa Đại hội Cảm ơn Anh đến với Trung tâm Asia và Đài truyền hình SBTN? Thưa quý vị và Thùy Dương, thì chị Quyên nhớ rằng cái chương trình này đã có từ lâu lắm rồi và đã được Liên hội cũng như là cô Hạnh Nhân được tổ chức. Có những lúc mà rảnh thì chị Quyên cũng đã có tham dự. Tuy nhiên thì trong một cái thời gian gần đây thì Trung tâm Asia cũng như SBTN được cái sự gọi là yêu mến của cô Hạnh Nhân và tới với Trung tâm Asia và SBTN để nói là chúng tôi muốn chúc hồ đóng góp trong cái chương trình này. Thì từ đó trở đi thì Diệu Quyên có cái cơ hội được đóng góp trong cái chương trình Cảm ơn Anh, và đặc biệt là được cái sự mà gọi là kinh nghiệm của đằng sau Asia, cho nên Diệu Quyên cũng đã giúp cho SBTN và Liên hội để phối hợp các ca sĩ, những người thiện nguyện viên trong cái chương trình. Có thể là cái lần đầu thì chưa có hiểu cái lối làm việc như thế nào, nó vẫn còn có những cái sơ sót. Tuy nhiên qua năm thứ hai, năm thứ ba thì công việc nó tốt đẹp hơn. Theo như chị được biết là những cái chương trình này đã được quay live và chiếu trên đài truyền hình SBTN, kính thưa quý vị. Cũng có một số quý vị khán thính giả năm đầu tiên thì hưởng ứng rất là đông, tại vì đây là một cái chương trình mới và lạ và nó đặc biệt. Tuy nhiên thì có những cái thiếu sót, chẳng hạn như là quý vị gọi phone về để mà ủng hộ cho cái chương trình, mà chúng tôi lúc đó là chỉ có chừng 10-20 đường line, đường phone thôi, cho nên gọi vô rất là bận và không có nhận được những cái số tiền mà quý vị gửi vào. Rồi đến năm thứ 3, năm thứ 4 thì tăng cái số phone nó lên cao hơn từ 40, rồi năm vừa rồi là tới 60 đường dây, nhưng mà vẫn bận là vẫn bận. Cái đường line nó vẫn là busy khi mà quý vị đang theo dõi cái chương trình nó online với Thùy Dương. Rồi sau đó thì quý vị gọi vô. Rồi nhưng mà Diệu Quyên cũng yêu cầu quý vị kiên nhẫn hơn. Chúng ta vừa xem TV, vừa coi ca sĩ trình diễn và vừa giữ cái phone. Và khi nào mà cái đường dây nó rảnh là cái đường là cái phone quý vị là sẽ có người nhấc phone liền. Rồi chị nhớ là cái thời gian đầu tiên thì có một số các anh chị em ca sĩ giúp để mà nghe điện thoại. Tuy nhiên khi mà nghe điện thoại, thưa quý vị, cái chỗ nó rất là đông và nó rất là ồn ào. Cho nên các chị cứ phải alo, 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 chục lần luôn.
Rồi có chị nói chứ lát nữa chị hết hơi rồi làm sao chị hát. Thì thưa quý vị, tội nghiệp các chị, những cái chị nào mà chưa hát mà nghe phone điện thoại đó lên là chỉ còn có thều thào thôi. Còn sau đó thì cái năm sau đó thì kinh nghiệm rồi, khi nào ca sĩ hát xong thì mới xuống. Rồi mới xuống nghe điện thoại. Rồi cái con số mà nghe điện thoại thì càng lúc càng đông hơn. Cho nên sau đó thì cô Hạnh Nhân cũng có mời một số các thiện nguyện viên ở bên ngoài đóng góp. Thì thay đổi ca sĩ mà mệt thì sẽ có những người thiện nguyện viên đó giúp đỡ. Và cũng gọi là lấy số phone của quý vị gọi vào. Rồi những cái số tiền mà quý vị hứa sẽ tặng cho thương phế binh như thế nào. Rồi chúng tôi gom góp những cái số tiền đó và tổng cộng lại và cho quý vị những cái con số và những cái giờ điểm và trong cuối ngày như vậy. Vâng, em cảm ơn chị Diệu Quyên. Thưa quý vị, là một lát nữa khi mà chúng ta trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ nói thêm về những ca sĩ cũng như là chương trình ca nhạc của chúng ta vào ngày 7 tháng 8 2011. Chương trình Cảm ơn anh Kỳ Năm. Một lần nữa thì Dương xin quý vị hãy giữ màn hình. Hải ngoại không quên tình chiến sĩ, đồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh. Vào ngày Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2011, tại sân vận động trường Trung học Bonsa Grande, Trung tâm ESA và đài truyền hình SBTN sẽ lại hân hạnh tổ chức đại nhạc hội ngoài trời Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ Năm. Chương trình quy tụ 12 MC với sự có mặt của trên 50 ca nghệ sĩ, mong gây quỹ cho hội HO cứu trợ, thương phế binh và bảo phục Việt Nam Cộng Hòa. Mọi đóng góp xin gửi về PO Box 25554 Santa Ana, Cali 92799 hay đài truyền hình SBTN và trung tâm ESA PO Box 127 Garangro, Cali 92842. Nữa Thùy Dương xin chào đón quý vị lại với chương trình Asia Channel. Thưa quý vị, ngày hôm nay Thùy Dương đang trò chuyện với sinh viên viên Diệu Quyên và đặc biệt nhất là chúng ta đang nói về chương trình Cảm ơn anh. Mà quý vị, nhất là đối với quý vị mà cư ngụ tại Cali thì vào ngày 7 tháng 8 2011 tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ đến với quý vị trong một chương trình gây quỹ cho người thương binh Việt Nam của chúng ta. Chị Diệu Quyên lúc nãy chị có nói về một chút về cái vai trò của chị, nhưng mà more practically thì chị có thể chia sẻ cùng quý vị là đối với chị, khi mà ban tổ chức chuẩn bị chương trình Cảm ơn anh thì cái vai trò của chị, chính chị là như thế nào? Gọi ca sĩ thôi quý vị, chỉ có gọi ca sĩ mà thôi. Anh Trúc Hồ giao là Quyên phải gọi hết các ca sĩ từ xưa giờ cộng tác với trung tâm Asia, rồi sau đó là hỏi họ giờ giấc nào là thuận tiện. Thí dụ như tại vì chương trình thưa quý vị tổ chức từ 12 giờ tới 7 giờ chiều thì mình không muốn ca sĩ tới quá sớm hoặc là quá trễ cho cái tiết mục của mình. Đó là mình phải hỏi cái khoảng thời gian nào thì anh chị thuận tiện để hát, để mà cho sắp xếp trong chương trình và các anh chị sẽ hát những nhạc phẩm gì cho nó phù hợp với chương trình. Rồi sau đó lại phối hợp những cái ca sĩ với ban nhạc, tại vì mình phải có tập dượt trước, phải không Thùy Dương? Thí dụ Thùy Dương cũng đã hát rồi biết, mà mình hát một nơi mà ca sĩ đi một nơi, ban nhạc đi nơi thì kỳ lắm, mà nhất là cái chương trình live như vậy nữa. Thì đối với phận sự của Diệu Quyên là càng gọi nhiều ca sĩ thì càng tốt. Cho tới bây giờ thì có khoảng là trên dưới 50 ca sĩ, kính thưa quý vị, họ hoàn toàn gọi là ủng hộ một cách tình nguyện. Đi từ xa tới cũng có, và ở ngay tại miền Nam Cali cũng có, kính thưa quý vị. Và cái con số ca sĩ tới bây giờ là được khoảng 50 ca sĩ rồi. Còn MC cũng hùng hậu lắm, thì yes. Dương ơi, năm nay cũng tới 12, 13 người lận. Tuy nhiên thì chị biết là Thùy Dương cũng đóng góp trong chương trình này trong những năm vừa qua. Không biết là tại sao năm nay Thùy Dương lại vắng mặt. Vâng, thưa chị Diệu Quyên và kính thưa quý vị, là năm nào mà khi mà có cơ hội để đóng góp với chương trình Cảm ơn anh là Thùy Dương cũng rất là muốn đóng góp và xưng phong là đầu tiên. Tuy nhiên là năm nay thì đại hội Cảm ơn anh của chúng ta lại trùng vào với một cái chương trình ở bên Manila Fullerton, đó là đại hội thanh niên sinh viên thế giới kỳ 6. Và Thùy Dương cũng đã hứa với các bạn, các anh chị em trong tổng hội sinh viên cũng như là các anh chị em trong lên đường là sẽ đến với chương trình ở bên Manila, cho nên là cũng rất tiếc là em không có đến được. Nhưng mà khi mà chị nói là chúng ta có gần như là 50 ca sĩ thì em cũng nhớ là trong những cái chương trình
trước thưa quý vị là có những cái chương trình mà chúng ta đi lên San Jose mà Thùy Dương nhớ đó thưa quý vị, cái năm đó đó là ở ngoài đó là thời tiết là 100 độ, phải 100 độ không chị? Cỡ đó. Nóng không thể nào tưởng tượng được, mà quý vị cứ cảm tưởng như là 50 các anh chị em nghệ sĩ ngồi đó chờ để mang đến cho quý khán giả một chương trình ca nhạc cũng như là gây quỹ. Thì lúc nào em cũng nhớ khi mà nói đến cảm ơn anh về những cái kỷ niệm đó. Lần đó chị nhớ là mình tổ chức ở San Jose, đúng không? Cho nên ở đó thì không phải là cái nơi mà nhà ở của các anh chị em ca sĩ, cho nên bắt buộc mọi người đều phải tới đúng giờ hết. Thưa quý vị, cho nên rất là nóng. Thì chị Quyên nhớ là nó có những cái xe mà trong nó có máy lạnh để cho các ca sĩ vô đó nghỉ ngơi trước khi cái giờ hát của mình. Tuy nhiên thì ở miền Nam California thì nó gần gũi với lại các ca sĩ hơn. Họ có thể ở nhà rồi tới gần cái giờ của họ thì họ mới chạy ra để mà hát. Và tuy nhiên thì chị Quyên biết là sau cái trình diễn cái giờ của mình thì các anh chị em nghệ sĩ sẽ tới từng nơi quý vị để mà nhận cái sự ủng hộ của quý vị đến cho các anh chị em nghệ sĩ, và sau đó thì lại nghe phone từ những nơi xa gọi về mà để ủng hộ cho chương trình. Thưa quý vị, thì chương trình chị Quyên biết được tổ chức là từ 12 giờ cho tới 7 giờ chiều ngay tại cái thành phố Garden Grove thuộc trường trung học Bosa Grande. Đây là những đây là cái địa điểm tổ chức trong những cái chương trình vừa qua, và quý vị rất là dễ kiếm, nó ngay trên đường Westminster với lại đường giữa chính giữa đường Bushaw với đường Brookhurst, ngay trên đường Westminster. Mà nếu mà quý vị ở xa về đó thì quý vị chắc cũng biết là cái hội chợ Tết sinh viên hay tổ chức thì năm nào cũng làm ở chỗ đó hết. Thì mong rằng quý vị tới càng đông càng tốt để mà ủng hộ cho chương trình này. Giá vé rất là đặc biệt, đồng hạng chỉ có 10 đồng thôi, cho nên quý vị tới từ 12 giờ tới 7 giờ cũng coi được 10 đồng, và tới từ 2 giờ cho tới 3 giờ cũng bỏ ra cái số tiền như vậy. Quý vị muốn ngồi đâu cũng được hết, cái sân vận động trường nó rất là lớn, cho nên mình tới càng đông để mình chứng tỏ cái sự ủng hộ quý vị tới liên hội cũng như là cái chương trình rất là có ý nghĩa này. Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Thương Binh. Vâng, thưa chị Dự Quyên, là trong một cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, như thưa quý vị thấy là với sự đóng góp của gần như là 50 các anh chị em nghệ sĩ, nhưng mà ngoài cái sự hiện diện của các anh chị em nghệ sĩ thì chúng ta có những cái ban nhạc tại Cali của chúng ta, ngoài ra thì thưa quý vị là có sự ủng hộ và sự góp một bàn tay của rất là nhiều những thành viên trong cộng đồng, từ những người thiện nguyện viên cho đến các chú mà giúp mình đậu xe ở ngoài đường, cho đến những người an ninh, và ngoài ra thì cũng có những cái cơ quan thương mại. Thì chị có thể nói thêm về cái sự đóng góp của rất là nhiều những cái thành phần cũng như là những cái người với vị trí khác nhau trong cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh. Thưa quý vị, thưa quý vị, thì chị Quyên chỉ là một phần nhỏ trong ban tổ chức mà thôi, cho nên không được biết hết hoàn toàn những người còn lại là những ai. Ngoài trung tâm May ra ca sĩ thì cũng có những ca sĩ bên ngoài cũng giúp đỡ cho chương trình này. Còn có ca đoàn Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, và có các anh chị em ban nhạc. Thưa quý vị, không phải là một ban nhạc mà tới 4-5 ban nhạc đóng góp trong chương trình này. Tuy nhiên thì trong quá khứ thì Dự Quyên cũng có mời một số các anh chị là cựu học sinh của trường Trung học Thiên Phước đến để giúp cho cái chương trình mà Đại Nhạc Hội để mà nghe phone, thì cũng được nghe các chị chia sẻ rất là cảm động. Kính thưa quý vị, sau khi mà đã nhận được cái số tiền mà quý vị gửi vào thì cũng có một bác nói rằng trước đây thì bác đã nhận được, người con trai của bác ở bên Việt Nam đã nhận được cái số tiền mà hội gửi về. Lúc đó là cái giá tiền chỉ có khoảng 100 đô thôi, nhưng mà đó là một cái món tiền rất là lớn cho cái người thương binh này. Thì bây giờ con của bác đã được định cư với bác ở Hoa Kỳ rồi, thì cái bổn phận của bác là bác muốn đóng góp để cho hội giúp đỡ cho những người còn lại còn bên đó. Thì cái chị này khi mà nghe phone á, vừa viết vừa khóc. Oh, that's so wonderful. Vâng, và khi mà chị diễn lại, nói lại cho chị nghe thì chị cũng rất là cảm động, và cũng muốn chia sẻ với quý vị, chúng ta đã nhận và chúng ta phải trả lại những cái gì chúng ta đã hưởng được của các người thương binh như thế này. Thì đây là cái công việc mà chị nghĩ rằng Thùy Dương cũng như chị, là các anh chị em nghệ sĩ, những người mà quý vị khán thính giả đang nghe, đang xem đài, thì cũng muốn đóng góp phần nào của mình cho những người đã bỏ đi cái thân thể của họ một phần trên cái quê hương Việt Nam, mà họ đến nay thì không có được ai nhắc nhở tới hết. Thì với bổn phận làm con làm cháu á, thì chị nghĩ là mình nên phải làm, phải không Thùy Dương? Vâng. Thì em, cái đó là nó cũng đưa đến cái câu hỏi kế tiếp của em, đó là thưa quý vị, đối với một người như là chị Diệu Quyên, không những là một người sứ ngôn viên rất là nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta, nhưng mà chị cũng là bà xã của một CEO của một đài truyền hình cũng như là trung tâm Asia,
Em xin hỏi chị là trong tất cả những cái người đã đến với chị với rất là nhiều những cái hội từ thiện khác nhau, thì tại sao chị lại chọn Thương Phế Binh là một trong những cái chủ đề, một cái trong những một cái vấn đề mà chị rất là quan tâm tới từ trước đến nay? Đối với chị thì những hội nào cũng là đều quan trọng và mình phải quan tâm tới. Chị cũng đã giúp cho các hội như là Hội Bạn Người Cùi. Khi mà thấy các cô các chú về bên Việt Nam để mà giúp cho những người phong cùi thì mình thấy nó động lòng mà mình không làm được gì hết. Thì các cô chú nhờ giúp thì chị Quyên cũng với cái khả năng của mình, không dám nói là người nổi tiếng xuống ngôn viên, nhưng mà với cái khả năng nhỏ bé của mình là một người làm truyền thông thì chị Quyên cũng xin được mang cái tiếng nói của mình để mà yêu cầu quý vị đóng góp. Thì trong cái chương trình đại nhạc hội Cảm ơn Anh này thì cũng một phần như vậy. Đó là nói chung, nhưng mà với cá nhân của chị Quyên nói riêng á, thì cũng là con, là cháu của một cái gia đình thì có tới khoảng 3 người chú ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người chú bên nội của chị á, là tướng Nguyễn Khanh Nam, thì ông đã bị mất tự tử tuần tiết cách đây 36 năm. Thì cái ngày mà Việt Nam mình mất nước 30 tháng 4 thì chú đã tuần tiết ngay cái ngày 29 tháng 4. Rồi sau đó thì bên ngoại của chị thì cũng có một ông chú là tướng Vũ Văn Giai, cũng bị đi tù mấy chục năm. Rồi có một người chú bên nội nữa là cảnh sát, thì chú Lê Văn Hướng, thì chị biết là có những cái buổi tiệc trong gia đình thì khi mà ngồi ăn đông đủ như vậy thì chú ăn rất là ít. Ủa tại sao chú không ăn nhiều? Hồi xưa con nhớ là chú ăn nhiều lắm mà. Hồi xưa chú to con này kia, tại đi lính cảnh sát. Chứ nói chứ sau cái thời gian mà đi tù này kia đó thì cái bao tử của chú nó không có được tốt nữa. Tại vì ăn uống ở trong đó nó không có được đầy đủ. Thì đến khi mà ra ngoài đó thì sau đó bị cắt bỏ đi một phần bao tử của mình. Thì bây giờ cái bao tử người ta to như vậy, bây giờ còn ngồi chút xíu như vậy, cho nên không ăn được bao nhiêu hết. Thưa quý vị, cho nên những cái mà đau thương như vậy thì khó ít được nhiều người biết. Mà cũng người lính Cộng Hòa thì có thể là người bị mất cái tay, mất cái chân, của người là đó là bên ngoài, còn có những người là mất ở bên trong cơ thể của mình nữa. Đây là những cái sự mà chị thấy rất là tội cho các chú thương binh. Em cảm ơn chị đã chia sẻ những cái câu chuyện trong gia đình của chị. Bây giờ khi mà nghe thấy chị Diệu Quyên đã nói như thế vậy rồi, thì đối với quý khán giả mà đang theo dõi chương trình mà bây giờ muốn đóng góp vào cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh của chúng ta như thế vậy, thì nếu mà muốn trở thành một người thiện nguyện viên để nghe phone, để giúp đỡ cho chương trình thì phải làm những cái gì? Chúng ta cũng sắp hết giờ, cho nên là Thùy Dương xin mời chị Diệu Quyên mời các thiện nguyện viên cũng như là quý khán giả bạn đến với chương trình của chúng ta. Theo như chị được biết thì thiện nguyện viên chúng tôi cần rất là nhiều, từ 50 tuổi cho tới 40-50 tuổi cũng được nữa. Thưa quý vị, nói đây thôi thì các em trẻ thì có thể giúp cho hội những cái như là lượm rác, hoặc là chỉ đường, hoặc là làm những cái công việc mà ngay cái hôm mà chương trình tổ chức ngoài trời. Còn các anh chị mà lớn tuổi hơn chút xíu, có giọng, có sức hơn chút xíu thì có thể là nhờ vào cái chỗ mà ngồi để nghe phone. Cái công việc đó nghe thì dễ nhưng mà rất là khó, là tại vì chúng ta ở ngoài trời suốt ngày như vậy, phải nói lớn, phải nghe, phải chú tâm, cho nên quý vị cũng đừng có ngại, tại vì khi mà quý vị mệt đó thì cũng có người khác thay đổi cho quý vị để mà mình take a break, mình đi ra ngoài mình nghỉ ăn chút xíu. Khi mà quý vị nghĩ ra khi mà tới đó 7 tiếng đồng hồ thì đói bụng, thì trong cái đó thì ở trong nhiều quý vị cũng biết là cũng có những cái hàng quán để chúng ta có thể mua nước hoặc là mua những cái bánh mì để mình ăn ở trong đó cho nó đỡ đói. Những người thiện nguyện viên khác thì sắp ghế, bàn ghế giúp cho hội nè. Rồi sau cái chương trình thì mình có thể mình giúp xếp lại giùm cho hội rất là nhiều. Mà để liên lạc thì chị Quyên nghĩ rằng các cô chú liên lạc thẳng với lại cô Hạnh Nhân hoặc là liên hội thì cái công việc của quý vị được sắp xếp đúng mức, đúng chỗ và đúng giờ hơn. Một lần nữa em cảm ơn chị Diệu Quyên đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thùy Dương cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank cảm you. Ơn Thùy Dương. Quý vị.
DVD được mong đợi nhất trong năm Asia 68 Sài Gòn Nỗi Nhớ. Kính mời quý vị hãy cùng các nghệ sĩ của Trung tâm Asia về thăm lại Sài Gòn xưa trong nỗi nhớ của một thời hoa mộng. Để tìm lại hòn ngọc viễn đông của miền Nam nắng ấm ngày nào, tìm lại từng hàng cây, từng nhịp cầu, từng bờ sông, công viên, góc phố đã khắc dấu trong lòng người tha hương với biết bao kỷ niệm. Đêm nhớ về Sài Gòn. Hỡi người tình Gia Lâm, hỡi người trong tuổi xanh. Để nhìn lại hình ảnh tà áo dài Việt Nam thướt tha trên đường phố đông người qua lại. Những chiếc taxi nhỏ bé dễ thương bên cạnh tiếng động ồn ào của xe xích lô máy. Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò. Và đặc biệt để nghe lại dòng nhạc trữ tình, những giọng ca vàng son của Sài Gòn năm xưa. Chương trình DVD được mong đợi nhất trong năm Asia 68 Sài Gòn Nỗi Nhớ. Để tìm lại hòn ngọc viễn đông của miền Nam nắng ấm ngày nào, tìm lại từng hàng cây, từng nhịp cầu, từng bờ sông, công viên, góc phố. Để nhìn lại hình ảnh tà áo dài Việt Nam thướt tha trên đường phố đông người qua lại. Người ơi Sài Gòn trốn đây là ngọc viễn đông. Tôi trở về thăm trường cũ. Và đặc biệt để nghe lại dòng nhạc trữ tình, những giọng ca vàng son của Sài Gòn năm xưa. DVD Asia 68 Sài Gòn Nỗi Nhớ. Giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời không cho. Asia 68 Sài Gòn Nỗi Nhớ. Kính mời quý vị hãy cùng các nghệ sĩ của Trung tâm Asia về thăm lại Sài Gòn xưa trong nỗi nhớ của một thời hoa mộng. Để tìm lại hòn ngọc viễn đông của miền Nam nắng ấm ngày nào. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa. Duy tân chiều say nắng uống môi nồng. Để tìm lại từng hàng cây, nhịp cầu, bờ sông, công viên, góc phố. Nhớ lại những ngày xưa đi vội vã dưới mưa để không lỡ hẹn với người tình. Mưa Sài Gòn, nói mưa Sài Gòn. DVD Asia 68, Sài Gòn Nỗi Nhớ. Phát hành thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2011.